Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình thực hiện di dân tái định cư vùng sạt lở tại huyện Mai Châu. Cùng với đó, thì đoàn đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con nhân dân xóm Ban, xã Tuân Dân và kiểm tra tình hình tái định cư tại đây. Theo đó, sau mưa lũ, các cấp các ngành, chính quyền địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Tuy nhiên, do địa hình khu dân cư nằm sát hồ Hòa Bình, độ dốc cao nên nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Do vậy, huyện Mai Châu đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư khu tái định cư cho các hộ dân, phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2018, trước lũ tiểu mãn phải hoàn thành việc di dân đến nơi ở mới. Huyện Mai Châu và xã Tân Dân làm tốt công tác vận động nhân dân, chỉ đạo quyết liệt các hộ dân trong diện di rời chuyển đến các khu tái định cư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, huy động các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ chuyển nhà cho các hộ dân. Trong quá trình thực hiện, kiểm tra cần xác định rõ nguy cơ sạt trượt, đánh giá rõ tình hình, thông số báo cáo và tìm kiếm, đề xuất địa điểm tái định cư, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, kinh phí hợp lý, thuận tiện về hạ tầng thông điện, đường và nước sinh hoạt. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tặng quà Tết cho các hộ dân.